sản đã xuất hiện nhiều nghịch lý trong 6 tháng vừa qua. Bên cạnh vấn đề về cung cầu, một vấn đề được nhắc đến nhiều nhất hiện nay đó là thị trường đang quá thiếu nguồn cung bất động sản giá trung bình, phù hợp với đại đa số của người dân. 70-80% người dân đô thị có nhu cầu nhà ở dưới 25 triệu đồng một mét vuông, mà nguồn cung hiện nay chỉ đáp ứng được từ 20-30%. Theo các chuyên gia, làm như thế nào để tăng cung nhà ở?